xin chào quý vị một tuần qua mau quá hôm nay những ngày trời rất đẹp buổi sáng này trời nắng đẹp quá buổi sáng nhìn ra sân ánh nắng phủ xa gần cỏ hoa sương còn đượm vạn vật đẹp vô ngần mở mắt ra buổi sáng nghe chim hót như mời mọc đón chào một bình minh tươi mát đầy sức sống dạt dào wow cảm ơn trời Phật mình có một ngày mới mình còn khỏe mình còn sống mình bắt đầu một ngày giúp đời giúp người làm việc tốt ok sao không vậy cao đầu wow. uhm. à. tốt quá uý uh, vậy dạ, dạ. rất là tốt rồi à. xong rồi mặt à. ok bấm huyệt mắt à, mắt sáng quá không đeo kính vì thế tôi bảy mấy tuổi không đeo kính lão không đeo kính cận luôn ok rồi nhai răng tốt da mặt tốt ok do cổ máu chảy lên não nhiều máu chảy lên não máu chảy lên não ok so huyệt óc xoa ok xoa ngực à. xoa tay kệ xoa đầu gối à. đứng dậy hít vào tâm phản mạnh thở ra miệng mỉm cười an trú trong hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời stretch à. À. giúp tập cổ tốt quá ok xong tuy nhớ bước xuống giường khi bước xuống giường cái giường đừng cao quá đừng thấp quá vừa phải bước chân xuống đất thôi ok đi ra làm vệ sinh nhìn trong gương cười một ngày tốt đẹp quá trời nắng cũng đẹp trời mưa cũng đẹp luôn bởi vì mình còn sống mình còn khỏe cái đó là number uno number one ok trong cuộc sống này đó mình thấy làm sao sống cho khỏe cho nó tốt cho trọn vẹn thì quý vị thấy này Trong cuộc đời này á Cái mục đích duy nhất Là sống cho có hạnh phúc Làm sao hạnh phúc có được Hạnh phúc cũng tùy mình thôi Ok Tất cả là do cái tâm của mình thôi Tâm mình Vui, vẻ là hạnh phúc thôi Mà quý vị thấy này Những người hạnh phúc á Họ đâu có phải là họ có tất cả mọi thứ vì sao? tại sao có những người ở bên Mỹ cũng hạnh phúc, nước giàu hơn có người ở bên nước Phi Châu, nước nghèo cũng hạnh phúc; có những ông tỷ phú rất hạnh phúc; có những người nông dân cũng rất hạnh phúc. thành hạnh phúc là tùy mình. người mà có hạnh phúc thì quý thấy rằng là họ không phải họ có tất cả những thứ họ muốn. Nhớ như vậy đây mà họ enjoy, họ biết nhớ, họ biết biết ơn là những gì họ đang có. Nên họ đang có những gì thì họ enjoy cái đó. Và nếu họ muốn những cái gì thì họ làm việc thêm để gặt hái những cái đó. Vì thế cái đó quan trọng không? đâu phải nói người người hạnh phúc là phải ở nhà lầu uh, đi xe uh, Bentley hay là uh, ăn uh, toàn tiệm uh, Michelin, vai sao, vân vân, đâu phải họ đi cái xe chạy được, họ có một cái nhà họ ở được, có bạc tam ăn họ sống được là họ hạnh phúc rồi, họ đâu cần phải đi xe nhà to, to lớn xe cao xe, xe bự đâu phải thành hạnh phúc là ông thứ chính mình thành quý vị nhớ thế này nè mình muốn mà hạnh phúc thì thứ nhất mình phải trao dồi bản thân của mình tuy nhiên là mình phải có đầu tiên hết là mình phải có sức khỏe có sức khỏe đó thì mình mới làm được việc này việc kia cho cá nhân mình và giúp cho người khác. Nếu quý vị sốt hay quý vị hát tắc, quý vị nằm ở trên giường hay là đang nằm trên thì quý vị có hạnh phúc không? No. Hay là quý vị có cái bệnh mà kinh niên, quý vị hạnh phúc không? Khó lắm. Thành mình phải giữ sức khỏe. Giữ sức khỏe đó thì có sức khỏe nó có hai cái. Cái tiên thiên là mình sinh ra, mình đẻ ra, mình có gene tốt, giống dòng tốt thì mình sẽ khỏe. Nhưng mà cái nữa là từ bên ngoài. Nếu mình có thiên thiên tốt mà mình nhậu nhẹt, mình hút thuốc, mình sống phóng túng thì cuối cùng nó cũng không tốt. Ok. Còn người vừa chả nhà người đẻ ra mà, mà thiếu tháng đi. Nhưng mà sau này nếu mà họ biết ăn uống đầy đủ, tập thể thao, ăn uống tốt và tâm hồn hướng thiện tốt thì cái đó họ có thể thay đổi được. Okay, sức khỏe quan trọng nhưng mà thứ hai nữa mình phải có một căn bản vững vàng về tài Chánh Tuy nhiên là mình phải có tiền Ok tiền tỷ phú thì mình không nói, không nói được cái đó là cái số trời mà giờ còn tiền để sống và dư giả để giúp người khác vì giờ có những chuyện đó có những người như là rất là giàu mà chạy giúp ai hết có người rất là nghèo họ có 10 đồng mà có thể họ ăn tiêu xong họ dư được hai đồng họ có thể cho người khác một đồng thì một đồng đó quý gấp mấy lần mà công tỷ phú cho người ta 100 ngàn đô la Thấy gì không? đó ông kêu Ớ, trừ thuế trăm ngàn còn người này có một hai ổ bánh mì mà thấy một người nghèo chia người ta một ổ thì cái đó quý giá thì nhưng mà nếu muốn giúp nhiều đó mình phải có tiền phải có phương diện tài chính, ok ngoài sức khỏe rồi phải tiền dành và mình cũng có thể giúp người không những bằng tiền, ok mà bằng cái tấm lòng, bằng cái lời nói, bằng sự an ủi, bằng những hoạt động của mình, mình đi volunteer, mình giúp người này kia thành ra nếu mình làm những điều mình thích mà giúp những người khác đó, thì cuộc sống mình sẽ rất là thoải mái, hạnh phúc tới đó đó dễ lắm, đó là hạnh phúc đó đâu cần phải là mình phải uh, làm những công việc lớn lên làm uh, tổng thống, làm thống đốc thường sĩ mới, mới, mới có hạnh phúc hay là tỷ phú mới có hạnh phúc, không hạnh phúc là do mình và mình sống cho trọn vẹn mình giúp được người này, giúp được người kia thì không cần cái giúp ghê gớm nhưng mà với khả năng của mình và điều quan trọng nhất mình phải có sức khỏe, mình phải có tài chánh mới giúp được nhiều người, ok ngoài ra cái giúp đó cái hạnh mà giúp hạnh bố thí đó đó nó chỉ một cái lời nói chỉ một cái lời khuyên chỉ một lời khen là quý vị thầy giúp rất là nhiều ok thành trong cuộc sống này đó mình không cần phải bon chen mình không cần compare mình với người này mình không cần tranh giành với người kia mà mình cần sống cho mình và một ngày mình làm tốt hơn hôm nay tôi làm việc tốt hơn ngày hôm qua hôm nay tôi giúp nhiều người hôm qua hôm nay tôi làm cho việc thiện nhiều hơn hôm qua là đủ rồi ok không cần phải mà mình phải tranh oh cha đó giàu quá cô đó giàu hơn mình không cần mình chỉ hạnh phúc là cho mình và mình làm được cái điều gì tốt cho người khác trong cuộc sống này đó cái mà blessing đó, trên vũ trụ này rất là nhiều thành đó, Ơn trên sẽ cho những ai làm việc tốt và việc thiện thành đó, khi mà tới mình sẽ có thôi ok cứ làm sống trọn vẹn giúp đời giúp người tới đây đàn chấp chớp chúng tôi xin dừng lại đây và sẽ trở lại phần 2 trong chương trình sống đời vui khỏe